Cửa Lò ngày càng trở thành địa chỉ hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước bởi thiên nhiên ban tặng cho xứ Nghệ, cho Cửa Lò một bãi biển trong xanh thơ mộng, cùng với nhiều loại hình du lịch phong phú đa dạng ngày càng phát triển. Thị xã biển đầy sắc mới trẻ trung và quyến rũ, mời gọi du khách gần xa. Cửa Lò từng ngày từng giờ thay ra đổi thịt. Từ chỗ 15 năm trước chỉ là một dãy phố nhỏ có thể gọi là heo hút, nhưng đến nay một đô thị biển sầm uất bởi sự phát triển không ngừng cơ sở kiến trúc hạ tầng, hệ thống giao thông và các dịch vụ phụ trợ, đặc biệt là các dịch vụ du lịch, hệ thống khách sạn cao tầng hiện đại, nhiều khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng và nhiều khu lâm viên rộng rãi thoáng mát. Người dân đô thị biển trẻ trung này vẫn ăn sóng, nói gió, nhưng đang biết hoàn thiện mình qua mỗi mùa du lịch, biết níu chân và làm vừa lòng du khách bằng sự tinh tế khéo léo của người kinh doanh, nhưng vẫn giữ được cái chân chất mộc mạc mà đằm thắm của người miền biển. Đấy có lẽ là một đặc sản dễ làm say đắm lòng người khi về với Cửa Lò, với xứ Nghệ. Vì thế Cửa Lò trở thành một địa chỉ không chỉ hấp dẫn khách du lịch trong tỉnh, trong nước, mà còn thu hút du khách nước ngoài ngày càng đông. Tôi thì cũng đã từng sống ở Việt Nam cũng nhiều năm, thì mình cũng đã đi Cửa Lò này cũng vài lần rồi, và mình thấy sang Cửa Lò lúc nào mình cũng thấy đẹp, và Cửa Lò này là đúng là biển của Việt Nam thật. Nhưng mà mình sang bên Cửa Lò này sang chơi đấy, sang tắm biển đấy, cũng cứ cảm tưởng là mình là sang như bên Lào. Bởi vì sao như thế? Bởi vì mình sang bên này nhé, mình gặp rất nhiều người Lào, đây cũng là người Lào này. Người Lào từ bên Lào sang tắm cũng rất đông. Và vậy thì mình sang biển Cửa Lò này mình cảm thấy là không biết chán. Với sự trong lành mát mẻ của biển cả, sự phong phú về đặc sản biển, những năm trước, mỗi dịp hè sang, du khách về Cửa Lò chủ yếu chỉ để nghỉ ngơi tắm biển và thưởng thức hương vị của biển. Nhưng những năm gần đây, về với Cửa Lò, du khách có thêm nhiều lựa chọn để vừa nghỉ ngơi thư giãn, vừa có thể thưởng ngoạn thắng cảnh thiên nhiên, thăm viếng những di tích lịch sử văn hóa mang nét huyền thoại và cổ tích. Trong con mắt của người xưa, đã tôn thế phong thủy một vùng địa linh nhân kiệt. Hồng Lĩnh sơn cao, song ngư hải khoát, nhược ngộ minh thời, nhân tài tú phát. Nghĩa là núi Hồng Lĩnh cao, biển song ngư rộng, gặp thời khai sáng, nhân tài đua phát. Trời đã cho Cửa Lò một vùng nhân sơn quần tụ, một bãi biển đẹp, lại còn ban hòn ngọc quý, đảo song ngư. Trên đảo có ngút ngàn cây xanh và nhiều chim. Lịch sử hình thành đảo và những chiến công chống giặc ngoại xâm của ông cha, cùng với tín ngưỡng của ngư dân các làng chài ven biển gắn với hòn đảo thiêng, qua thời gian đã làm nên một song ngư sơn huyền thoại. Để giữ an lành cho những chuyến vượt biển buôn bán và những chuyến ra khơi của ngư dân đánh cá, nhân dân trong vùng lập nên ngôi chùa phía tây đảo Ngư, gọi là Song Ngư Tự. Chùa được xây dựng từ triều nhà Trần, vừa là nơi thờ Phật, đồng thời cũng là để ghi nhớ công lao của Hoàng Tá Thốn, là một trong những người có công khai dân lập ấp nên vùng đất Cửa Lò, và là Sát Hải Đại Vương, một tướng thủy binh lẫy lừng thời nhà Trần, trấn giữ cả vùng biển rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ngày nay. Các làng chài ven biển, ven sông coi ông là thần sông biển của Việt Nam. Chùa Song Ngư xây dựng ở thế kỷ thứ 13, được xây trên một khu đất hình cánh quạt rộng chừng 3 hectare, ngoảnh mặt về hướng Tây. Ngôi chùa linh thiêng nằm trên tuyến đường biển nối liền Bắc Trung Nam. Giữa hai lạch lớn là Cửa Hội, Cửa Lò, nên các nhà buôn khi đi qua đây đều vào chùa dâng hương cầu xin cho trời yên biển lặng,
thuận buồm xuôi gió, buôn bán gặp nhiều may mắn. Ngư dân Cửa Lò, Cửa Hội thường lên chùa cầu yên, cầu lộc mỗi khi ra biển lớn đánh bắt hải sản. Ngôi chùa bề thế mà tu tính, ẩn mình giữa rừng cây. Chùa có chùa thượng, chùa hạ. Mỗi chùa có ba gian lợp ngói âm dương. Các xà hạ khắc chạm các vật tứ linh, long ly quy phượng. Vườn chùa có nhiều cây xanh mọc tự nhiên như đại, mừng, dưới. Thật đáng tiếc, cảnh cũ sầm uất an bình là thế, trải qua thời gian và chiến tranh, ngôi chùa bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại nền chùa cổ cùng mấy gốc cổ thụ vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Để nối lại sợi dây giữa tiền nhân và hậu thế, phục vụ nhu cầu văn hóa tâm linh của địa phương và du khách, trên nền cũ, thị xã Cửa Lò đã cho dựng ngôi chùa mới phòng cổ. Giờ đây du khách có thể ra đảo Song Ngư, vừa để thư giãn và ngắm cảnh non nước nơi đây, vừa được vãn cảnh chùa và thành kính dâng hương nơi cửa Phật cùng bậc tiền nhân. Mọi người sẽ như được đắm mình vào không khí huyền sử của hơn 7 thế kỷ trước. Chùa Đào Ngư đã được nhân dân vùng Cửa Lò thắp hương tưởng niệm sát hại đại vương Hoàng Tử Thốn nhiều năm nay. Ngôi chùa tọa lạc ở một cái vùng đất phải nói rằng sơn thủy hữu tình, một vùng đất rất đẹp. Trong chiến tranh chùa bị phá hoại, sau đó Ủy ban tỉnh An đã cho chủ trương và đã đầu tư để xây khôi phục lại ngôi chùa. Tổng kinh phí đầu tư khôi phục lại chùa Ủy ban tỉnh đầu tư và nhân dân đóng góp cùng như kinh phí của thị xã là hơn 6 tỷ đồng. Hiện nay ngôi chùa đã được xây dựng, đã cắt băng khánh thành 5 năm nay. Phải nói rằng một ngôi chùa rất đẹp, ngôi chùa này rất thiêng và được nhân dân không những của Nghệ An, của Cửa Lò mà đồng bào cả nước khi đến Cửa Lò đều có nhiều đoàn, nhiều người có nguyện vọng ra thắp hương ở chùa Đồng Ngư. Thế thì chùa Đồng Ngư hiện nay được đánh giá là ngôi chùa có diện tích, có khuôn viên, có cây xanh và có một cái thiết kế xây dựng là rất tốt. Và đây một ngôi chùa được đánh giá là khách đến Cửa Lò Nghệ An là có nguyện vọng ra càng ngày càng đông. Đảo Song Ngư án ngữ trước bãi tắm Cửa Lò làm cho phong cảnh ở đây thêm phần thơ mộng. Mỗi lần du khách thả mình trong làn nước trong xanh hay bách bộ trên nền cát mịn của bãi biển, có cảm giác đảo Song Ngư như hai con cá đang bơi lội, quấy sóng biển khơi tung tăng trước bãi tắm Cửa Lò và như đang vẫy gọi du khách bằng tour du lịch đường biển Cửa Lò, đảo Ngư, bãi chùa. Tôi sang biển Cửa Lò này cũng nhiều lần rồi, nhưng mà được biết theo được biết là trong hòn đảo Song Ngư nó có một ngôi chùa, nhưng mà tôi là một người Lào mà tôi cũng theo đạo Phật, nhưng mà tôi rất thích cái ngôi chùa, đi chùa ở bên Lào tôi cũng thích đi, nhưng mà được nghe tin là ngôi chùa đó là có từ lâu rồi, có từ cách đây thì hơn 700 năm, nhưng mà trong thời gian chiến tranh đã bị phá hoại, nhưng mà bây giờ được chính quyền địa phương khôi phục lại, tôi sẽ đi ra hòn đảo đó để xem chùa. Trên đường ra thăm đảo, giữa bập bềnh sóng nước mênh mang, du khách được sảng khoái hít thở không khí trong lành, thỏa thuê hưởng gió mát mang phong vị biển, được ngắm nhìn những cảnh đẹp của Cửa Lò, Cửa Hội. Bến chùa, nơi đón du khách lên đảo, là bãi đá cuội nhiều màu sắc, được ngâm rửa hàng vạn năm trong sóng biển. Hòn đá to trước bến, tương truyền là nơi tiên ông ngồi câu cá. Những bước chân đầu tiên của người lên thăm đảo sẽ qua con đường uốn lượn mắt rượi bóng cây. Du khách bắt gặp những tán cây có tuổi đời đến 700 năm. Dưới những tán cây cổ thụ là ngôi chùa Song Ngư. Cổng tam quan, mặt ngoài của trụ chính có gắn đôi câu đối. Chùa Ngư ở núi đẹp làm cho núi thêm nhuận sắc. Chùa Thiêng nơi biển biếc, sát hải trấn giữ chốn phong ba.
mặt trong có đôi gâu đối. Đảo ngư nổi tiếng linh thiêng, triều Trần còn lưu nền cũ. Năm Giáp Thân, chùa được thị xã Cửa Lò cho dựng trên nền mới. Chỉ bấy nhiêu thôi, du khách cũng cảm nhận được tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những gì mà ông cha ta đã để lại trên đảo Song Ngư này. Giếng tiên dưới bóng mát của hai cây lộc vừng cổ thụ khiến cho chùa càng linh thiêng và cổ kính. Từ cổ xưa đến nay, người dân đi biển thường ghé vào giếng lấy nước, không chỉ để uống mà còn để cầu may, cầu được thần Phật phù hộ. Ngoài hai cây lộc vừng, vườn chùa còn nhiều cây có niên đại hàng trăm năm tuổi. Du khách được chiêm ngưỡng ngôi chùa Song Ngư mới được xây dựng theo kiến trúc đền chùa truyền thống ở xứ Nghệ. Nhà hạ điện, thượng điện thông nhau theo hình chữ đinh. Chùa được lập theo kiến trúc tiền miếu, hậu chùa, trước thờ thần, sau thờ Phật. Thời nhà Trần, nơi đây là vị trí chiến lược của tướng quân Hoàng Tá Thốn chống giặc Nguyên Mông phía Bắc và cũng là điểm chốt chặn bước tiến của thủy quân chế Bồng Nga ở phía Nam. Năm gian hạ điện thờ thần sát hại đại vương Hoàng Tá Thốn. Đôi câu đối: Trần triều hiển hách kình ngư tướng, Việt địa anh linh sát hải thần. Nghĩa là triều Trần hiển hách gió tướng kình ngư, đất Việt anh linh thờ thần sát hải. Gian thượng điện uy nghi với ba bộ tượng chính: bộ Tam Thế Phật, bộ Di Đà Tam Tôn và bộ Thích Ca Tam Tôn. Phía trên thượng điện treo trang trọng bức hoành phi, thuyền từ phổ độ. Nghĩa là khách có tâm vào đây sẽ được con thuyền nhà Phật sẵn sàng cứu vớt. Chùa là một địa điểm lý tưởng phục vụ cho đời sống tâm linh của cư dân địa phương đi biển và khách du lịch thập phương về với Cửa Lò. Giữa khói hương tịnh mịch, tiếng mõ khoan nhạt, du khách sẽ cảm nhận được vẻ u tịch thâm nghiêm của chốn thiêng nhà Phật. Ta như lạc vào một thế giới huyền bí, thời gian như ngưng đọng. Đến đây, bụi trần như được rũ sạch, lo toan bỏ lại, lòng người thanh thản. Lâng lâng. Tôi có dịp được đi thăm một cái hòn đảo rất là đẹp mà chỉ được nghe nói rất nhiều trong sử sách nhưng mà chưa bao giờ được đến cả. Thì tôi rất là ngỡ ngàng vì hôm nay lần đầu tiên được nhìn thấy một cái ngôi chùa quá đẹp, mặc dù là xây dựng lại. Thì chùa đã đầu tiên là xây dựng từ thế kỷ thứ 14 và để thờ một vị thánh, một anh hùng của chúng ta đã từng chống quân Nguyên Mông xâm lược ở huyện đảo xa này. Cho nên là tôi thấy ở đây cái công việc mà trùng tu và xây dựng cái chùa này nói chung là rất là đẹp. Bởi vì tôi cảm thấy là người kiến trúc, những người đã phục dựng lại ngôi chùa này rất có ý thức, bảo tồn văn hóa và gìn giữ rất là đúng như là cái sắc thái của ngôi chùa rất đẹp của Việt Nam. Thì tôi cảm thấy rất là xúc động. Tôi mong muốn là làm sao giữ được cái cây, những cây cổ này là những cái di tích rất là quý và chúng ta tránh đưa những cái thứ đồ cung tiến lạ lùng ở đây. Cái công trình này là một công trình rất có giá trị của Sở Văn hóa Nghệ An đã và ban di tích đã xây dựng lên, thì tôi nghĩ là nên giữ nguyên bản của nó cùng với thiên nhiên này thì cái ngôi chùa này sẽ có giá trị hơn. Và tôi mong rằng rất nhiều đồng bào sẽ có dịp như tôi được một lần đến chiêm ngưỡng cái ngôi chùa rất là có giá trị này. Khi đã thấm vào mình sự thư giãn trong tâm của cảnh chùa đưa lại, bước chân sẽ đưa du khách đến những ngỡ ngàng trước cảnh đẹp hòn ngư và tận hưởng khí hậu trong lành. Cách chừng 300 mét về phía bắc, du khách sẽ bắt gặp một bãi tắm, gọi là bãi Tắm Tiên. Nơi mà người dân Cửa Lò, Cửa Hội kể lại, ngày xưa những người lên thăm viếng chùa thường ra đây tắm gội tẩy trần. Trong hành trình du lịch có thể lên thăm những chủ nhân của đảo. Trong khoảng khắc lòng ta tràn ngập niềm tự hào, thấy tổ quốc quê hương đang được những người lính trẻ ở khắp mọi miền đất nước ngày đêm canh giữ. Lên thăm các chiến sĩ đảo Song Ngư,
du khách đừng quên leo thêm mấy chục bậc đá nữa để được đứng nghiêng mình trước đài liệt sĩ. Trong giây phút thiêng liêng, du khách thắp nén hương tưởng nhớ những người đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu với giặc trời, giặc biển để bảo vệ đảo, bảo vệ bầu trời và mặt biển quê hương. Đứng trên đỉnh Hòn Ngư vời vợi, gió biển thổi về mát rượi. Nhìn về phía nam qua bãi cát vàng đến làng Mạc nằm sát sông Lam, kéo dài tận biển. Đó là huyện Nghi Xuân, quê đại thi hào Nguyễn Du. Ngoảnh về hướng tây là bãi biển Cửa Lò cong cong hình trăng khuyết. Đảo Lan Châu xoài mình hòa cùng mặt biển. Rồi bãi tắm thoai thoải uốn cong một dáng mềm mại với những hàng dừa phi lao như hàng mi xanh kéo mãi đến cửa hội. Hướng đông, đảo Mắt xa xa, trông như cặp mắt dõi về đất liền. Đảo Mắt có cảnh quan đẹp, núi chạy ra sát biển, sóng ngàn năm vỗ mãi bờ đá miên man. Trong dân gian còn lưu giữ được truyền thuyết về nàng Tố Nương mỏi mắt trông chồng để nói về đảo này. Bởi vậy, đảo Mắt là tiềm năng du lịch đa dạng trong tương lai. Khách ra đảo ngư vãn cảnh, nghỉ ngơi, góp phần làm phong phú hơn cho du lịch Cửa Lò và du khách có thêm một điểm mới để thưởng thức ấn tượng về bãi biển này. Trên chuyến hải trình trở về với thị xã biển đang đón đợi, hẳn sẽ có rất nhiều du khách ngoái nhìn, lưu luyến Hòn Ngư trầm mặc và linh thiêng một ngôi chùa cổ. Hẹn gặp lại đảo Ngư. Cái đảo Ngư là một cái đảo lâu nay là quân sự người ta quản lý, và đảo Ngư thực sự một cái đảo làm cho Cửa Lò đẹp lên và làm cho Cửa Lò an toàn khi chiến tranh cũng như khi sóng to gió lớn là án người cho Cửa Lò. Đảo này đưa vào làm du lịch là tuyệt vời. Thể theo nguyện vọng của nhân dân, của du khách và thị xã Cửa Lò và tỉnh An đã trình Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng hiện nay đã đồng ý và đang chuyển dần bàn giao cho Nghệ An, cho Cửa Lò khai thác du lịch. Song song với việc xin lại đồng ngư để khai thác du lịch, thế thì Cửa Lò cũng đang lập kế hoạch để đầu tiên là thi ý tưởng kinh doanh du lịch, khai thác du lịch trên đồng ngư và chọn các nhà có tiềm lực về du lịch, có nguồn lực về đầu tư để về Cửa Lò đầu tư đồng ngư thành một đảo du lịch để rồi là phục vụ cho du khách khi đến Cửa Lò. Nếu như đồng ngư đưa vào du lịch thì lượng khách đến Cửa Lò càng đông hơn và kéo dài thời gian người ta lưu trú, người ta ở lại Cửa Lò nhiều hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng khi Bộ Quốc phòng bàn giao về khi các cái nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài về đầu tư tại Cửa Lò thì đây là một điểm du lịch hấp dẫn của không những của Nghệ An mà của miền Trung cũng như của đất nước. Cửa Lò với cảnh quan hùng vĩ được thiên nhiên ban tặng, với bề dày về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, với vị trí thuận lợi về giao thông cả đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường hàng không, với vẻ đẹp văn hóa mà con người nơi đây tạo dựng được trong lòng du khách, tin tưởng Cửa Lò sẽ đuổi kịp để sánh ngang với Nha Trang, Vũng Tàu, thậm chí với những bãi tắm nổi tiếng trên thế giới. Chẳng thế mà ngay Tổ chức Du lịch Thế giới WTO cũng từng đánh giá, Cửa Lò có môi trường thiên nhiên và các khu vực với nhiều cảnh quan đẹp, sinh động và hấp dẫn. Các bãi biển dài và đẹp, môi trường trong lành, có hệ thống sinh thái biển phong phú, đầy đủ các loại hải sản, có nhiều lễ hội cũng như nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Đó là nơi rất thích hợp cho du lịch văn hóa và du lịch phiêu lưu, cũng như du lịch sở thích đặc biệt. Về lâu dài, Cửa Lò có thể là một trong những điểm du lịch thu hút đông khách đến thăm nhất ở Việt Nam. Biển Cửa Lò.